Chào mừng các bạn đã quay trở lại với VS News và hãy cùng chúng mình xem ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có thông tin nổi bật gì nhé. Xuất phát từ một đoạn chat hỏi mua mèo, câu nói "thế bạn nói xem tại sao mình phải trả lời bạn" dường như đang trở thành trend đối với giới trẻ. Thậm chí một số cửa hàng kinh doanh còn sử dụng nó nhằm mục đích quảng cáo thương hiệu, và điển hình là câu chuyện hài hước của shop giày dưới đây. Những ngày qua thì dân mạng xôn xao trước sự việc tài khoản có tên Robert Chen đáp trả thiếu lịch sự khi có người lạ nhắn tin hỏi chỗ mua mèo. Cụ thể khi cô gái nhắn tin khá lịch sự, Robert Chen viết "thế bạn nói xem vì sao mình phải trả lời bạn". Người này còn chụp lại ảnh màn hình và nhận xét cô gái kia không biết cách đặt câu hỏi. Lời lẽ cũng như thái độ của Robert Chen bị dân mạng ném đá và câu nói của anh cũng nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Dân mạng sử dụng cấu trúc "thế nói xem tại sao phải trả lời" để tạo nên những màn đối đáp đu trend hài hước. Nhiều người dự đoán rằng câu nói này sẽ còn viral hơn trong những ngày tới, thậm chí trở thành trend của năm 2019. Quả thật không sai, bởi ngoài những bức ảnh chế hài hước thì mới đây, tận dụng trend này, một shop giày có tiếng đã tranh thủ quảng bá luôn thương hiệu của mình. Đăng tải trên một group đông thành viên, bức ảnh này ghi lại cuộc trò chuyện giữa khách hàng và chủ shop giày. Khi được hỏi ở đây sắp mở shop gì vậy, chủ shop liền ăn theo trend kèm câu trả lời "thế bạn nói xem vì sao mình phải trả lời bạn". Câu trả lời của chủ shop giày này lẽ ra sẽ gây phản ứng, nhưng mà ngay sau đó, chủ shop lại khéo léo trả lời luôn cho khách rằng đấy là shop khác sẽ rep như vậy, còn mình sẽ trả lời "sắp khai trương vào tuần tới ạ. Với hàng trăm mẫu sneaker Superfake Rep 11, đồ uni và phụ kiện nhé". Chiêu trò quảng bá thương hiệu theo trend cực nhanh của shop giày này đã nhận về hàng nghìn lượt thích và hàng trăm lượt bình luận. Rất nhiều bình luận hào hứng với cách bắt trend nhanh như chớp của cửa hàng này. Chúng mình là X News và các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé.